Chào cả nhà nghe cả nhà ơi. Bữa nay nhìn đám cải là mình thèm liền. Mình nấu nồi lẩu gì có cải ăn nha cả nhà. Đây giờ mình đi ra vườn mình nhổ cải. Đây là cải cải ngồng đó cả nhà ơi, nhìn cái ngồng nó quá trời mập luôn ha. Mập ơi là mập luôn. Nhìn thấy ham, giờ mình đi nấu lẩu. Lẩu gà nấu nấm ăn với cải nha cả nhà. Ăn cái món này nó thanh đạm mà nó không có ngán ha. Mấy cái ngày này á mình ăn món này rất là ngon luôn. Đây nè cả nhà ơi, cải nó quá trời mập luôn nè. Trời ăn nó giòn ơi là giòn luôn. Cái này nó hình như là mình còn phải để cho nó ra bông nữa cả nhà. Ăn mới ngon ha. Nhưng mà bây giờ mình gấp quá rồi, mình lựa mấy cây lớn nè. Trời ơi nó mập. Mập ha. Lựa mấy cây lớn mình ăn trước. Ăn xong mấy ngày Tết chắc hết đám cải luôn cả nhà ơi. Cái này mình không ăn lẩu thì mình luộc á. Mấy ngày nay mình luộc mình chấm nước tương. Trời ơi nó ngọt lắm cả nhà ơi. Đây nè. Nó mập thấy mời ha. Đây cây nè. Cái này nó ra bông nữa mình ăn mới ngon. Nhưng mà mình ăn về nó hơi sớm ha. Nhưng mà nó non. Đó, thấy ham ha. Mình ăn rau quá trời ngon luôn, mấy cây cải nó mập đã chưa, bự bự. Đây cả nhà mình thấy hơi ít cải, mình quẹo qua đây mình nhổ thêm mấy cây nữa. Ở bên đây còn lựa thêm mấy cây lớn lớn mình ăn trước. Được một rổ rồi đó nhưng mà mình thấy ít, mình đi nhổ thêm cả nhà ơi. Đây cả nhà, bữa nay mình chuẩn bị một con gà để mình làm lẩu gà với lại nấm nha cả nhà. Mình mua nhiều nấm lắm rồi, mình để mấy bữa nay nó bị úng rồi. Bây giờ còn có cái miếng nấm này nó chưa hư á, mình lấy ra mình tranh thủ mình nấu cả nhà. Để nó lâu quá nó bị hầm nó đổ nhớt á. Này là nấm đông cô tươi á, ăn nó ngọt hơn mà nó không có dai bằng nấm khô nữa cả nhà. Đây là nấm gì mình cũng không biết nữa, mình bỏ thêm bắp non nữa cho nó ngọt ha. Cái này là nấm đùi gà, bự như cái đùi gà luôn đây nè. Đây cải hồi nãy mình nhổ á, cái mình mua thêm một ít tầng ô nữa, mình thích ăn tầng ô. À cái này cũng rất là dễ nấu cả nhà. Cái này là lẩu gà nấu nấm. À, thôi giờ thì mình đi chế biến nha. Mấy ngày Tết đó cả nhà, gà mình ăn nhiều rồi, luộc rồi nướng rồi mình ăn ngán. Cả nhà nấu thử cái món này ăn rất là ngon luôn, nó vừa nóng mà nó vừa không có béo nữa, mà thêm nấm nữa nó có vị ngọt, ăn rất là ngon luôn cả nhà ơi. Mình thêm rau nữa. Đây giờ thì mình xong rồi đó, cái mình đi ướp ha. Đây mình có củ hành băm với tỏi băm. À, bên đây mình cũng ướp bình thường thôi, có đường, bột ngọt với bột nêm ha. Mình cũng ướp bình thường à cả nhà ơi. Nhà có ăn thêm cái gì thì mình thêm cái đó ha, tùy theo khẩu vị gia đình. Rồi mình đi xào cho thịt nước xong lên nhé. Rồi thịt nó săn thì mình nước vô mình nấu chút xíu là nó mềm liền.
Chào cả nhà nha. Cả nhà ơi, bữa nay mình nấu lẩu gà, nấu lẩu nấm rất là ngon luôn cả nhà ơi. Gà nó hợp với nấm á. Mình cái món này nó thanh đạm, mình ăn nó không có chất béo nữa. Mà nó nóng nóng nữa, ăn nó ngon lắm cả nhà. Đây mình nấu với nấm tươi á. Rất là ngọt luôn. Đây mời cả nhà ăn với mình nha. Có bắp non nữa cả nhà, ăn rất là ngon luôn. Bỏ vô nó ngọt ha. Cả nhà do mấy ngày Tết đó, nên nhà nào cũng mở nhạc hết á. Nên mình quay lại mình thấy nhạc không nên mình tắt tiếng rồi. Cả nhà coi thông cảm cho mình nha. Nhà ai cũng mở nhạc hết đó cả nhà ơi, trời luôn á. Mình làm từ sáng luôn á mà đợi tới chiều mới quay, nhưng mà quay cũng còn nhạc nữa cả nhà. Đây là mình ăn với chị mình, nên chỉ ngại cả nhà ơi, nên mình quay một chút xíu thôi nha. Chị không có quen lên sóng, còn mình thì chai rồi cả nhà ơi. Thôi mình chào cả nhà nha. Cả nhà xem video thấy thích thì cho mình xin một like, một đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình với nha. Chào cả nhà nha.